Chào gia đình, tất cả những anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 5 thì Khanh muốn gửi đến cho tất cả anh chị em mình những cái thông tin về giá xe khuyến mãi của chiếc Accent. Và đặc biệt, hôm nay Khanh muốn gửi đến cho gia đình mình chương trình trả góp với mức trả trước thấp nhất dành cho chiếc Accent. Đây là cái thời điểm kinh tế mình đang phục hồi thì Khanh nghĩ chương trình này sẽ phù hợp với gia đình mình để giúp cho gia đình mình có thể nhanh chóng mang lại kinh tế nhiều hơn khi sở hữu những chiếc xe Accent để chạy dịch vụ hoặc là làm kinh doanh. Thì chương trình hôm nay, nếu gia đình mình đang xem cảm thấy hữu ích, nhờ mình nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất của Bình Khanh cập nhật về giá xe khuyến mãi trang bị. Và Khanh cũng xin phép chia sẻ một thông tin, đó là chiếc xe Accent gia đình mình mua tại chỗ Khanh sẽ được bảo hành lên đến 5 năm tất cả hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Chính vì vậy gia đình mình mua xe sẽ yên tâm hơn rất là nhiều so với thời gian trước. Rồi bây giờ quay lại chủ đề chính là chiếc xe Accent thời điểm này với giá bao nhiêu và trả trước thấp nhất là bao nhiêu. Rồi, đứng kế bên phải Khanh đây thì đây là chiếc xe Accent đặc biệt. Thì Accent đặc biệt có thể nhận biết được ngay đó là chiếc cửa sổ trời. Đây là chiếc xe được duy nhất trong phân khúc có trang bị cửa sổ trời. Đối với Accent phiên bản đặc biệt này, bên Khanh bán giá niêm yết của xe là 542 triệu. Còn để gia đình mình lăn bánh đủ 5 loại phí quy định của nhà nước, bao gồm có trước bạ, đăng ký xe, đăng kiểm xe, lưu hành đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thì chiếc xe này sẽ hình thành tổng giấy tờ tại địa phương của Khanh là 599 triệu. Còn nếu gia đình mình mua qua ngân hàng, chuẩn bị thấp nhất giúp dùm Khanh là 150 triệu, tổng bao gồm tổng phí lăn bánh, có cả bảo hiểm vật chất cho gia đình mình rồi. Gia đình mình có thể trả nhiều hơn để hàng tháng mình ít tiền lại. Mọi nhu cầu bên Khanh sẽ giải đáp qua số hotline 0788 555 444. Với số tiền trả trước thấp nhất là 150 triệu thì hàng tháng gia đình mình sẽ trả số tiền theo dư nợ giảm dần là 8 triệu 500 ngàn. Mọi chi tiết bên Khanh sẽ giải đáp thêm thông tin khi gia đình mình liên hệ nha. Rồi, kế đến đây là chiếc Accent phiên bản số tự động, tức là bản số tự động tiêu chuẩn, thì nó sẽ thua phiên bản đặc biệt ở cái phần cửa sổ trời. Tiện ích trong xe thì nó sẽ thua ghế da và phần mâm nó sẽ nhỏ hơn 1 inch. Đó là những cái tiện ích nó nhỏ hơn. Còn về các tính năng khác thì nó sẽ giống nhau. Đối với xe Accent phiên bản tiêu chuẩn, bên Khanh bán với giá là 501 triệu. Còn để gia đình mình lăn bánh 5 loại phí theo quy định của nhà nước tại địa phương của Khanh thì tổng giấy tờ chiếc xe này sẽ hình thành là 554 triệu là hình thành nên lăn bánh được đem về nhà. Nếu gia đình mình mua qua ngân hàng, chuẩn bị thấp nhất giúp dùm Khanh số tiền là 139 triệu, coi như là 140 triệu là đã có thể đem chiếc xe về. Có thể trả nhiều hơn để hàng tháng mình ít tiền lại. Và với số tiền trả trước là 140 triệu thì hàng tháng gia đình mình sẽ trả theo dư nợ giảm dần là 7 triệu 900 ngàn giảm dần theo dư nợ còn lại. Đây là Accent số tự động bản tiêu chuẩn. Kế đến, Khanh muốn giới thiệu tiếp với gia đình mình là số sàn bản đủ. Số sàn bản đủ và số tự động bản tiêu chuẩn thì giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về phần hộp số thôi. Đối với số sàn bản đủ, bên Khanh bán với giá hiện tại niêm yết là 472 triệu. Còn để lăn bánh đủ 5 loại phí quy định của nhà nước thì sẽ hình thành là 522 triệu. Còn gia đình mình mua số sàn bản đủ này để chạy kinh doanh dịch vụ, số tiền thấp nhất gia đình mình có thể chuẩn bị là 132 triệu là đã có thể đem chiếc xe này về rồi, bao gồm tất cả phí và thuế. Phần còn lại sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 7 triệu 400 ngàn giảm dần theo dư nợ còn lại. Kế đến, Khanh muốn giới thiệu tiếp với gia đình mình. Đây là Accent bản tiêu chuẩn. Số sàn bản tiêu chuẩn thì sẽ thua phiên bản đủ phần mâm, phần ghế, phần âm thanh, vân vân. Đó, mọi chi tiết thì gia đình mình sẽ ghé đại lý của Khanh để tìm hiểu thêm. Đối với xe số sàn bản tiêu chuẩn này, bên Khanh bán với giá niêm yết là 426 triệu. Còn để lăn bánh đủ phí và thuế thì tại địa phương của Khanh thì chiếc xe này sẽ hình thành nên là 472 triệu. Phần còn lại, nếu gia đình mình mua qua ngân hàng thì số tiền trả trước thấp nhất của chiếc xe này sẽ là 120 triệu. 120 triệu gia đình mình đem chiếc xe này về rồi. Phần còn lại sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 6 triệu 700 ngàn. Một con số không biết gia đình mình có cảm thấy hài lòng không ạ?
Đây là chương trình dành cho những khách hàng có nhu cầu trả trước thấp nhất để phục hồi kinh tế, để đem chiếc xe về kinh doanh dịch vụ để kiếm thêm. Rồi, mọi thông tin liên quan thì gia đình mình vui lòng liên hệ trực tiếp với bên Khanh để bên Khanh cung cấp thêm các thông tin liên quan đến chiếc xe Accent và cụ thể từng model nào thì bên Khanh sẽ tư vấn để làm sao nó phù hợp nhất với gia đình mình. Nếu gia đình mình đang theo dõi kênh, đừng quên nhấn đăng ký, nhấn vô chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.